Lớn. Thì cái vùng mà biển với cái vùng nước lợ thì cái loại cá này nó nhiều, giống như nó cá lớn vậy, nhưng khi nó kéo nó dính nó gặt tay rồi ham lắm. Còn nếu mà cá nhỏ thì mần thì số lượng nó nhiều nhưng mình không ham mần, nói chung là mần gì mình thích nấy vậy. Chứ lượng cá thì càng ngày càng giảm, nhưng mà mình mà nghề tới đâu hay tới đó. Chứ giờ mình chỉ có nghề này, nếu mà nghỉ lên nhà thì làm gì giờ. Ví dụ như làm công nhân thì chẳng cũng lớn tuổi rồi, không biết mình tập thu không. Coi như là đất nước mình thì quê hương mình, nơi chôn chôn nhau cắt rốn. Cái người làm thuê thì vẫn làm thuê, không có gì, tương đương khoảng 38-40 năm. Nhưng mà lúc đó không còn lao động được thì cũng phải thương tiếc mà nghề của mình, với hết tuổi lao động rồi. Tuổi thật đến 66 rồi, nó hút tuổi xa lắm, mà tại vì mình làm chục tuổi mình còn làm thuê nữa. Nhưng mà thời gian chỉ còn năm nay và năm tới chứ hết hạn nữa. Nhưng mà còn rồi, bây giờ lúc đó còn sức khỏe, nhà nước không cho mình làm được. Bởi vì vẫn nhớ chứ, nghề của mình mà. Cũng buồn nhưng mà cũng phải cam chịu. Mình ơi, nỗi xót đau kia chính tôi là người gây nên. Vì tôi đã quên lời hẹn ước mà giọng phụ môi duyên tình. Công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Sáng cái như là buôn bán này nó cũng như tập thể dục vậy đó. Rồi khi mình về cái mình nghỉ cái đầu có cuộc điện thoại nào điện lại thì mình đi chạy xô. Ghé chiếu Cà Mau cầm phào trên dàm kinh ngã bài. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Hồi đó là có người ông Dượng. Ông Dượng là ổng cũng đờn ca. Hồi cấp đó thì mình mới có 14 tuổi rồi. Thì mình mới tập ca. Tập ca cũng 4-5 năm mấy thằng. Ông Dượng ổng qua đời rồi. Ổng già rồi, ổng qua đời rồi. Ổng qua đời hồi năm 82. Cũng lúc nào cũng nhớ ông hoài. Tại vì ông Dượng mình, ổng là thầy mình mà. Cũng như cái kỷ niệm. Ông qua đời rồi chứ lúc nào trong lương tâm mình cũng còn nhớ không. Như gieo vào trong lòng của tôi một nỗi buồn thế tham. Ba vợ chồng cô làm bên thủy sản, mà có một người thầy á, người thầy nói là cái sông này, cái sông này nguồn cá rất là dồi dào mà rất là dễ nuôi, nên cô mới nghĩ ra cách là mình
lai tạo ra giống, rồi mình đưa xuống sông này mình nuôi. Bước đầu mình đóng thử một bè, mình nuôi thì rất đạt. Mình ở đây mình nuôi 10 loại cá, là nuôi chủ lực là loại thác thác. Trạch lấu đỏ đó, con cá này là con cá quý hiếm mà nó trên nguy cơ là nó bị mất giống trên sông mình. Thành ra khi mình bắt dính ít ít vậy nè, mình nhờ người ta thu được, mình đem về để mình dưỡng nó lại, mình dỗ nó lên để cho nó lên trứng, để mình ươm giống nó, mình nhân giống nó lên để mình giữ lại cái giống nó, sợ mất giống đó. Sống từ đây là trên 40 năm rồi. Gia đình này sống nghề là lái chạy sông ở sông Hậu. Nó đúng ra làm nghề cá này á, ta nói câu nói ví dụ đó, gần núi thì biết tấn chim, gần sông biết tấn cá. Cho nên người ngư dân phải biết hiểu về con nước lớn nước rộng. Bữa nước cá đầu tiên đó thì theo cha đi làm nghề đáy này thì rất đồng cộng là không có biết cái mà cái nguyên tắc của và thành hình của cái miệng đáy cá. Là khi mình mà cá hồi xưa đó thì năm 76 tới bây giờ nó khác nhau, mà năm 76 đó nó còn có những con cá ngon, cá cháy, cá mà tôm càng được nhiều lắm. Bây giờ thì nó những cái hàng đó là không còn. Tiếp đại khách ở đây thì mình dùng cái nguồn cá trong Mekong có sẵn. Ví dụ như trong mùa này thì đáy cá nó còn nhiều cái đặc sản lắm, như cá lòng đông. Thường ở đây thích nhất là món canh chua, rồi sau này làm lẩu rồi cũng là canh chua thì mình nấu thường là đặc sản thì nấu cơm mẻ, hay là cây me mình ở đây có trồng me hay là khế tàu, cái chóc sọc, cái linh như cái này đó. Cái linh cái này là nó ở bên câu kia, nó đẻ từ bển rồi nó thành thành nó trôi dạt về trong Nam, trong Nam mới lên trong đầu đồng bằng. Vào lúc tháng 10 á thì nước cái chum nó cao lên, nhưng cao lên nó ngập hết đồng ruộng mình. Trứng cá này nó mới nở trên cái đồng ruộng, ăn gông ghiêu nó mới lớn. Cái mùng 10 tháng 10 á là con cá nó xuống sông, nó chảy về nguồn. Cái dân đây mới đón bắt mắt. Con cá nó ngon thì thường là con cá nó còn tươi, mà bắt còn sống thì nó vui vẻ hơn.